Thưa quý vị, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan vào Đà Nẵng vẫn rất lớn. Vì vậy, phải kiểm soát chặt chẽ, quản lý phù hợp và xử lý nghiêm các trường hợp về từ vùng dịch, vi phạm quy định cách ly. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào cuối giờ chiều qua để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý, hiện nay dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành vẫn phức tạp và nguy cơ xâm nhập vào Đà Nẵng vẫn rất lớn bởi có nhiều người về từ vùng có dịch. Vì vậy, các đơn vị địa phương phải tăng cường kiểm soát tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố, kể cả việc test nhanh đối với trường hợp có nguy cơ. Riêng cái việc mà từ người từ vùng dịch về thì chúng ta cũng còn rất lo. Đề nghị các cái chốt là các đồng chí tăng cường hết mức cao nhất trong cái thời điểm này. Tôi thấy là nghi ngờ là mình phải tăng cường công tác giám sát, thì cái cách đó để chúng ta kiểm soát, nhất là những người mà đi xe tải rồi xe các cái kia vào các cửa ngõ là phải thực hiện cái test nhanh, thứ hai là không được bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Trước thực tế một số trường hợp về từ vùng có dịch nhưng đã không thực hiện đúng quy định về cách ly tại nhà, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu xử lý ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm, bao gồm cả xử lý hành chính lẫn khởi tố hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Các địa phương cần linh hoạt áp dụng biện pháp quản lý các trường hợp cách ly tại nhà. Xã phường thành lập một cái tổ và có một cái group nhóm ở từng tổ dân phố và phân công lãnh đạo, phân công các đồng chí cán bộ phường trực tiếp theo dõi lãnh đạo, chỉ đạo các cái khu tổ dân phố đó để mà nắm. Đề nghị các phường chỉ đạo các tổ dân phố, các cái tổ COVID, giám sát, thường xuyên giám sát. Mặt trận thành phố tiếp tục có cái kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay tuyên truyền đối với những người về từ vùng dịch này thực hiện nghiêm túc cái việc này, và cũng đề nghị nhân dân khu vực phát giác đối với những người, chỉ những người mà không thực hiện cái việc này đi ra ngoài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm cũng như các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tổ chức tốt việc tiêm chủng cho học sinh.